Hôm nay mình sẽ review mì tướng đen ở Càng Chạy Lợn theo cách ăn của một người Hàn nhé. Lấy hộp mì bằng nắm đấm thôi để ăn không ngon còn lợn tiếc ý mà. Có một cách ăn mì đêm mà không béo, đấy là chúng ta bỏ thêm thật nhiều phô mai. Và trong 7-7-3 phút đợi mì chín thì mình sẽ pha cái hộp sữa dâu này nhá. Và theo sự hướng dẫn của anh người Hàn ấy là phải mua thêm cái gói làm màu này nữa. Đó, đổ vào một cái là màu mè liền, thấy không? Đây là cái loại bim bim mà hay được dùng để làm topping ở các quán cà phê nhất. Đổ lên một cái thôi là ta nói cái ly này vừa ăn vừa uống được nha. Nhìn qua thì cũng ngon đấy, nhưng mà uống vào thì đúng là ngon thật. Vị của nước thì giống thạch dâu, còn cái hạt kia ăn lúc giòn lúc mềm, lạ lắm. Và sau 7-7-3 phút rưỡi thì cuối cùng cái hộp mì này đã chín rồi. Ta trộn lên như bao hộp mì trộn khác, và sau đó thì bỏ phô mai vào. Cái hộp mì bé tí mà mua hẳn 2 gói phô mai miếng và phô mai vụn luôn, ăn thế này thì béo làm sao được. Nhìn hộp mì rất chi là đẹp mắt, bỏ vào lò sau 3 cái tích tắc là nức mũi luôn. Đến đây mình không biết nên gọi đây là phô mai mì hay mì phô mai nữa cơ ý. Quá trời dính dính, tha hồ mà kéo sợi. Mà công nhận cái cách của anh bạn người Hàn mình hay ha. Cái tiền mua phô mai gấp mấy lần mua hộp mì không ngon mới lạ ý.